Nếu cô cứ cố bám lấy Hải Đăng, tôi sẽ đuổi nó ra khỏi tập đoàn Tinh Hoa. Cô nói cô yêu nó thật lòng, không lẽ cô dương mắt nhìn nó mất trắng tất cả vì cô sao? Thật ra, cho dù con có đồng ý, thì chưa chắc anh Đăng sẽ chấp nhận chia tay đâu bác. Cô nói thế nghĩa là cái gì? Cô định thách thức tôi đấy à? Cô sẽ chia tay với anh Đăng và rời khỏi đây. Mình, em có làm món trứng trần mà mình thích nè. Mình ăn đi cho nó nóng để nguội không có ngon. Cứ nghĩ đến con cái là cha thiết ăn uống gì. Không lúc nào hết chuyện. Con xin lỗi bố. Thời gian qua con có để cho bố lo lắng. Bây giờ con đỡ bệnh rồi. Bố yên tâm nha. Trời ơi, cái thằng cháu yêu của bà quả thật là hiểu chuyện. Cha bù cho cái thằng anh quý hóa của nó. Hơn 40 tuổi rồi mà cha biết nghĩ gì cả. Định rước về nhà một cái con rắn độc để nó cắn cả nhà chắc. Nghĩ thôi đã thấy rùng cả mình. Rắn độc? Bà đang định nói ai vậy bà? Bà ngoại con đang nói tới con Thư. Cái con nhỏ đó không phải là rắn độc thường, mà là rắn độc chúa, ngang với thanh xà bạch xà ấy. Cháu biết không, nó còn dựng lên cái chuyện bị một kẻ biến thái theo đuổi để lừa anh cháu đấy. Mẹ à, lúc thì mẹ nói người ta giống hồ ly tinh chín đuôi, lúc thì mẹ nói giống thanh xà bạch xà. Cuối cùng là yêu quái phương nào mẹ? Sao mãi con không sáng lên được thế nhỉ? Mẹ, mẹ ăn xong chưa? Nếu mà ăn xong rồi mẹ lên phòng mẹ xem tivi đi. Sắp tới giờ chiếu phim rồi đó. Thôi, chuyện nhà mình thế này còn quá phim truyền hình nhiều tập ấy chứ. Kịch tính thế còn gì. Mai mốt cái con nhỏ đó về nhà mình, tức là một nhân vật phản diện xuất hiện, nó sẽ làm đảo lộn hết mọi thứ lên. Rồi nó sẽ làm rối tung rối mù mọi chuyện nữa. Đầu quá. Muốn ăn bữa ngon miệng mà cũng không yên. Mình, em nghĩ mình phải giải quyết cho xong cái chuyện của anh Thư đi. Đừng có chần chờ nữa. Càng chần chờ là càng thêm rắc rối đó. Ơ ai? Tôi có nói cái gì sai đâu nhỉ? Mắc cười. Con thành thật xin lỗi bác. Con biết là bác đang rất giận con. Nhưng mà tất cả những chuyện đó... Tôi gọi cô tới đây không phải là để nghe những lời giải thích dối trá từ cô. Dạ, thưa bác. Bây giờ tôi hỏi gì cô trả lời đấy. Có đúng là cô vẫn muốn qua lại với thằng con trai thôi. Trả lời đi. Con xin lỗi bác. Xin lỗi? Có nghĩa là vẫn không muốn chia tay? Dù con biết những chuyện con làm là sai, nhưng mà con thật lòng yêu anh Hải Đăng. Con xin bác đừng nghi ngờ tình cảm của con dành cho ảnh. Nếu cô cứ cố bám lấy Hải Đăng, tôi sẽ đuổi nó ra khỏi tập đoàn Tinh Hoa. Cô nói cô yêu nó thật lòng, không lẽ cô dương mắt nhìn nó mất trắng tất cả vì cô sao? Thật ra, cho dù con có đồng ý, thì chưa chắc anh Đăng sẽ chấp nhận chia tay đâu bác. Cô nói thế nghĩa là cái gì? Cô định thách thức tôi đấy à? Cô sẽ chia tay với anh Đăng và rời khỏi đây, đến một nơi nào đó để anh không bao giờ tìm thấy. Chỉ có như vậy anh mới có thể kết thúc được với con. Cô sẵn sàng từ bỏ tất cả thật ư? Dạ. Chỉ cần điều đó tốt cho anh. Dù con có thể từ bỏ cả tương lai, sự nghiệp của mình, con cũng sẽ làm. Tốt. Nếu cô sẵn sàng hy sinh vì Hải Đăng,
thì tôi cũng sẽ đền bù lại cho cô một cách xứng đáng. Tôi sẽ cho cô một số tiền đủ để có thể mở nhà hàng. Con không cần gì hết. Chỉ cần bác hiểu được tình cảm chân thành của con dành cho ảnh, như vậy là con mãn nguyện lắm rồi. Được, tùy cô thôi. Tôi sẽ chờ xem cô có làm đúng như lời cô nói không. Dạ. Con cần một chút thời gian để sắp xếp lại công việc. Sau đó con sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Con chào bác. Còn chuyện này nhờ bác giúp con. Chuyện gì? Bây giờ con sợ gặp anh Đăng, con sẽ bị dao động. Nhờ bác nói lại chuyện này với ảnh giùm con. Kết thúc càng sớm càng tốt. Như vậy sẽ tốt cho anh. Con xin phép. Không lẽ cô ta bỏ cuộc dễ dàng vậy sao? Alo, Trúc Mai, em đã chuẩn bị xong hết chưa? Ừ, chị biết rồi, bây giờ chị qua liền đây. Chắc bây giờ anh Hải đang xử lý chuyện của anh Thư. Cô ta đang bày mưu tính kế, làm mọi cách để có được tình cảm của Hải Đăng. Thì làm sao mà từ bỏ cái mỏ vàng được chị? Ai kêu Hải Đăng có cặp mắt tinh ý quá. Lựa chọn phụ nữ thì gặp đúng cái hạng phụ nữ chẳng phải dạng vừa. Bởi vậy mới vừa văng bẫy một cái là dính liền. Giống như cái vụ ở Sinh 10 năm trước đó. Yên Đan, em cẩn thận đó. Cái chuyện này chỉ có một mình em với chị biết thôi. Không được để ra bên ngoài. Người ngoài mà biết được là lớn chuyện nghe chưa? Dạ. Anh Hải gọi. Dạ, em nghe đây mình. Mọi chuyện sao rồi mình? Dạ. Anh Thư thật sự nói như vậy đó hả mình? Dạ. Em hiểu rồi. Dạ. Sao chị? Cô ta không dễ dàng từ bỏ đúng không? Không. Chẳng những không hề níu kéo mà còn tự nguyện chia tay Hải Đăng và nói là sẽ rời khỏi Việt Nam. Thì không chị? Làm gì có chuyện khó tin như vậy được? Cô ta không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu. Chắc là có âm mưu gì đây. Hoa Vương xem sớm nhất trên VOOV và 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh V Channel.